Trâm xin kính chào quý cô chú bác, quý anh chị em và bạn bè đã trở vào trang vlog của Trâm. Và hôm nay Trâm xin phép được chia sẻ đến các bạn thêm một món chay, đó là rau quả củ kho kiểng. Thì nguyên liệu gồm có, hôm nay Trâm kho là 2 miếng tàu hũ mà Trâm đã chiên giòn rồi như vậy nè các bạn. Nếu mà các bạn không có thích tự chiên thì mình có thể mua sẵn chiên ở bên ngoài chợ ha. Và 400 g nấm đùi gà, các bạn có thể dùng loại nấm nào cũng được nha. Và tất cả các loại rau quả nào mà các bạn có, Trâm thì có paprika là ớt chuông nè, bí ngò nè, củ cải đỏ nè, củ cải trắng và 2 loại bông cải nhỏ. Và nếu mà các bạn ăn chay thực thụ thì các bạn sẽ sử dụng một nhánh baro. Nếu mà các bạn không ăn chay thì mình lấy hành lá nha. Và để kho thì Trâm sẽ bỏ vào trong đó nước cốt dừa và một ít nước tương như vậy nha các bạn. Trâm bỏ vô đây. 1 muỗng cà phê muối. Trâm bỏ các loại nấm. Trâm vào để trong đây mình ngâm khoảng 5-10 phút. Mình rửa bằng nước muối á các bạn. Thì nấm nó sẽ dai hơn. Bông cải Trâm cũng ngâm nó vào trong nước muối. Mình đổ nước vào để cho các con, nếu mà có con sâu các bạn biết nó nhỏ nhỏ, nó nằm trong mấy cái khe này nè, thì nó sẽ đi ra, nó sẽ sạch hơn rất là nhiều ha các bạn ha. Ớt chuông Trâm cắt và bỏ hột. Trâm bỏ vào đây một ít xíu muối, bởi vì Trâm muốn trần cái bông này qua cho nó hơi chín một tí nè các bạn. Bởi vì Trâm muốn giữ cái phơm nè, nó nằm trong lòng bàn tay của Trâm, nó nhỏ như vậy nè, cái bắp bông cải á. Cho nên Trâm bỏ vào đây, Trâm trần sơ nó nha. Các bạn bỏ bơ vô. Mình sử dụng butter smart. Các bạn có thể dùng dầu ăn cũng được nha các bạn. Châm bỏ hành, châm bỏ baro. Khi mà baro nó hơi vàng vàng và thơm lên á thì châm cho nấm vào. Mình xào chưa? Châm cho chút xíu muối. Nếu mà khi các bạn xào nấm như vậy nè, các bạn thấy cái chảo mà nó hơi khô quá các bạn, thì mình cho một chút xíu nước sôi vào nha. Chút xíu thôi. Sau đó châm cho đậu que vào. Sau đó châm bỏ đậu hũ. Các loại rau. Bỏ củ cải. Châm bật lửa lớn lên nha. Tại vì nếu mà mình bật lửa nhỏ quá đó thì rau củ quả nó rất là dễ chảy nước ra mà nó mềm nhũn luôn, nó không ngon nữa. Châm đổ vào đây lon nước dừa, nước cốt dừa đó các bạn. Và các bạn nhìn trong đây còn một chút xíu ha, châm dùng nước sôi nha. Các bạn đổ cẩn thận, coi chừng phỏng tay nha. Mình trộn lên. Và mình lấy phần còn lại ở trong nè. Và lúc này các bạn nhìn thấy nước cũng không có nhiều, thì mình bỏ thêm nước sôi vào nha. Châm bỏ nước tương vào. Nếu mà các bạn thích, các bạn có thể bỏ vào trong đây một muỗng cà phê dầu hào chai cũng được nha. Châm bỏ vào một muỗng cà phê muối. Và một muỗng cà phê hạt nêm chai. Một chén đường, mà châm dùng đường phèn màu nâu nha. Và các bạn nêm thêm lại theo khẩu vị của gia đình cho nó vừa ăn. Châm bỏ thêm một muỗng cà phê đường cát trắng. Rất là thơm các bạn. Các bạn kho từ từ nha. Lúc này mình có thể giảm lửa nè. Mình kho từ từ á. Mình rim khoảng 10 phút. Sau đó Chanh bỏ bí ngò vô nè. Châm đậy lại và châm để nó châm rim. Mình kiểm cho khoảng 10 phút cho nó thấm nha các bạn. Châm bỏ cái bông cải này vào ở giữa luôn nha các bạn, để cho nó thấm mà. Châm hầm được gần 7 phút rồi, Châm mở ra. Châm bỏ phần ớt chuông vô. Bởi vì ớt chuông mình có thể ăn sống luôn á các bạn, cho nên mình cũng không có cần phải để nó sớm quá thì nó mất ngon. Và cả củ hành tây. Châm hầm khoảng 5 phút nữa nha. Và Châm nghĩ thời gian mình kiểm cũng đủ rồi đó các bạn. Thì Châm mở ra nè. Châm rắc ba rô lên ha. Miếng tiêu vào nha. Nếu mà các bạn muốn ăn ớt thì các bạn bỏ ớt vào hả? Vậy là xong rồi đó các bạn. Châm lấy ra cho các bạn coi nha.